Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Diệt Khải Gaming đây. Hôm nay mình sẽ quay lại với anh em một clip nói về Number Blue bị ban lần thứ 3 trên sóng live đây. Thì để cho anh em xem thử như thế nào thì mình sẽ mở cái đoạn livestream này cho anh em xem thử nha. Thì vấn đề Number Blue hết hay không thì mấy ngày nay chúng ta thì vẫn cứ giải mà bàn tán thôi. Nếu anh em nào có ý kiến gì thì hãy comment với ý kiến bên dưới nha anh em. Ok, chúng ta cùng xem clip thử như thế nào đây. Tại sao anh ta lại bị ban đây? Medkit không? Hay là có kim tiêm không? Đấy, mình chỉ đoán như vậy thôi. Ba lô ba, mũ ba, giáp ba, một khẩu M249, một khẩu MK. Còn cốp thì mình nghĩ là không có. Rồi kim MK 14 thôi, X8 xoáy thôi. Ngại ngùng cái gì nữa. Groza MK 14, Gear 3, Medkit. Đấy các bạn là cứ ấy đấy, không 50.000 thôi mọi người, nhưng 100 là lớn quá. Thế là chơi vui thôi mà, 50.000 nhá. Thế như bạn nào đoán đúng từng chi tiết một trong thính, các bạn chụp ảnh gửi về fanpage nhá. Cái này thì để cho vui thôi, 50.000 thôi. Mình rút lại là 50.000 nhá. Tam mũ 3 giáp 3 ba lô 3, hai khẩu là MK với Groza. Đây. Mình lấy xong là không được đếm, không được đoán nữa nhá mọi người ơi. Nhờ lấy một kèm 14 trái thôi. Biết. Ngay mà. Ok, mình đoán đúng nhá. Ok, cái này là của mình, cái thẻ điện thoại là của mình nhá. Quá chán đấy, mọi người đoán sai hết rồi ạ. Và sau đây là chuẩn bị màn xoáy một kèm một bóng ít. Mình xin này. Phép là lấy cái phần thưởng dành lại cho mình ạ. Cái này xấu rồi, cái này xấu. Mọi người đoán sai hết rồi. 8 xấu. Mình nhớ có cái giảm giật mà ta. Giật đâu rồi? Đấy. Ok. Nam xin giữ lại tất cả số thẻ điện thoại ạ. Như kiểu hack thính nhỉ. Nói là chuẩn ạ. M249 và MK ạ. Mình chỉ thiếu một cái thôi. Đó là X4. Mình không biết là có X4. À, mình sai một cái nữa là không có ba lô ba. Thì anh em xem thử thì liệu Nam có hack không nha anh em. Mà bị ban lần okay, thứ 3 đi ra. Khó mà có thể tin được nha. Ở cái X6 thì mình bắn kinh lắm. X8 mọi người mình thấy mình bắn còn hơi giật một tí. Còn X6 mình bắn thì ghê lắm. X6 bên ghê lắm. Chuẩn bị ban tới nơi rồi. Ê ạ, có bắn nhau. Á chà chà. Ui 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 bắn kinh thế. Bắn kinh vậy. Vai trưởng ạ. Bắn tởm vãi. Bắn tởm sao bạn ngắn nam. Đùa tao à, mọi chuẩn bị chết tới nơi rồi cô. Lùi lùi mọi người nhá, lùi. Kinh quá, kinh quá. Ừ, có thằng gần kìa. Ui. Xử nó đi anh. Thôi. Nào nữa. Rồi, hai thằng đây. Thứ ba đang cứu này. Thứ tư đâu, lòi lên. Đúng rồi, đây rồi. Bò kèo. Khá là hấp dẫn. Hiếu hách ạ. Vậy là hiếu hách ạ. Tưởng thế nào, X8 đâu? X8 đâu? Một kèm một bốn xoáy nào. Gì đấy? Ừ, bật. Ui. Wow. Xa thế này thì còn xa nữa, vẫn bắn tốt. Wow. Bởi cả X6 thì đối với Nam là quá easy rồi. Easy rồi. Rồi, xong. Quá easy, kiếm mấy cấp 8. Ui, có thằng chạy tới nữa kìa, bật kèo. Ôi, con này toàn boss thôi anh em ơi. Nãy giờ bắn 3 thì boss. Dầm 3 boss. Đấy, liền. Còn nữa hả? Boss nữa. Ôi, rành thấp quá. Live stream mà toàn live stream. Cần làm X8 để thể hiện MK14 X8 ạ. Không bắn X6 nữa. Ảch rất là thấp luôn. Rành rất là thấp luôn. Khổ thiệt chứ. Không có X8 nữa, anh em ơi. Thì hôm nay một trận mình bắn 14 20 kill, 10 đến 20 kill vô tư. Thề mình không muốn bắn X6 tí nào luôn. Boss không thế này. X6 bắn cảm giác nó bình thường quá. Rồi chiếc X8 đi. X8 đi. Đúng rồi, X8 đòi chỗ đâu. X8. X8. Còn vài phát nữa, lấy X8 thôi. Tôi đi về đâu để gặp em. Clip này là Nam Blue vừa live stream lúc chưa xa tôi. Chưa hôm nay nha mọi người. Tình không cay đã. Ngày 17 tháng 3 nha. Nhát hay thật. Wow. Bá
hai lên từ hát từ khen hay luôn thanh niên. Thanh niên của năm nay rồi, năm mình lưu 2019. Nó nghĩ gì mà nó công lại cứu người không có gì cover? Có mà, một thằng đứng sau cover nó mà. Nhưng mà thằng đứng sau ném khói đấy. Đàn một thằng thấp lên cứu, một thằng đứng sau cover. Rành thấp ông ơi. Nó không biết là mình sẽ bắn nó trước, sau nó bắn thằng cover sau. Rành thấp bọn nó bắn gà thôi. Cover sau trước cái gì, nó có quen khói mẹ gì đâu. Thôi, nào nữa. Rồi, hai thằng đây. Thằng thứ ba đang cứu, cứu này. Thằng thứ tư đâu, lòi lên, đúng rồi, đây rồi, bò kèo. À, anh em cứ xem hết clip thử liệu Nam Blue hát hay không, thì để lại một comment ở dưới video để xem thử anh em như thế nào nha anh em. Vấn đề ý kiến của anh em như thế nào thì cứ comment bên dưới nha. Bây giờ MK thành thương hiệu của mình luôn rồi, mặc dù không phải mình bắn khẩu này hay nhất luôn. Bây giờ đa số mọi người vào đều để xem mình bắn cái khẩu này. Và okay, mình cũng tự bản thân mình thấy mình thích nhất là khẩu này trong tất cả các dòng súng của game này, thích nhất. Và khi mình bắn nó với khẩu với X6 là hiệu quả nhất, còn bắn với X8 là phê nhất. Phê ở đây có nghĩa là cảm giác mình bắn cốp to, gắn cốp to bắn nó sướng. Còn nếu như để mà gọi là giết người tốt nhất và hiệu quả nhất thì mình bắn X6, tức là cái cốp mình đang dùng này. Đây, mình cũng hay cầm MK14X6 mà mình bắn khá là ổn luôn. Đấy. Một số bạn cứ không hiểu, cứ nghĩ là tại sao X to cứ phải kéo về X nhỏ làm gì. Các bạn không biết là để X to mà bắn không chết người mà kéo với X nhỏ bắn chết người thì hai cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Ôi có thằng chạy bot nữa trời. Không sai thân này, ai sai không được, không biết có hack hay không. Anh giống như kiểu M4 cũng vậy, M4 các bạn để X6 các bạn bắn, ví dụ các bạn cùng khoảng cách các bạn bắn, để X6 các bạn bắn không chết nó, các bạn kéo về X3 các bạn bắn chết nó, thì tại sao các bạn để X6 làm cái gì, đúng không? Ở trên này có người này. Rồi, chuẩn bị làm thịt thằng này thôi. Cho nên bây giờ ví dụ mình solo với một thằng cầm MK X6 giống mình, nó không kéo và trình độ nó ngang ngửa mình thì chắc chắn nó sẽ thua nếu như mình kéo và nó không kéo. Bởi vì nó bắn sẽ mít nhiều hơn mình nhiều. Cái quan trọng nhất vẫn là cái hiệu quả khi chơi game thôi. Cốp mấy cũng được, miễn là bắn chết người. Đây rồi. Tung tăng này, tầm khoảng cách này thì hơi xa, nhưng mình sẽ thử thấy cho mọi người xem khoảng cách này nhá. Qua gác. Qua gác. Quá tuyệt vời. Cái đấy gọi là highlight đấy. Bro. Cái pha vừa rồi của mình ấy. Gọi là highlight được đấy. Khá là xa. Và mình bắn cái tâm nó không dịch quá xa, trong cái khoảng mình tức là mình ghim thôi, thậm chí là mình còn ghim rất là nhẹ. Rồi rồi Data head vang lên. Change and you head. Liệu anh em xem cái này thì anh em có thẳng nghĩ anh em có lưu hết không anh em? Thì anh em nhớ để lại ý kiến mình dưới nha. Chờ tí nhá. Đăng nhập okay lại cái này. Rồi như khó đến thôi, thằng này nó khó chỉ. À nó ban mình có. À nó bắt mình đổi về cái tiếng bảng. Rồi. Việt Nam. Một tiếng rồi. Nó ban đến 10 phút. Này làm đéo cái dòng nào bảo đoạn bảo đổi chuyển bản Việt Nam và anh liền. 10 phút ạ. Anh em nào biết tiếng Anh dịch giùm cái đoạn này cái. Có đoạn nào mà nó bảo nên qua bản Việt Nam không? Connection. Ok. Cái này thì chỉ cần một tiếng sau mình vào lại là một được. Một tiếng rồi, đúng rồi. Nhưng mình không hiểu cái này là cái cơ chế của game này là cái gì. Tại sao lại ban mình một tiếng?
Khổ bạn rồi. Quá hay nó ban mọi người ạ. Quá hay, đúng rồi, quá hay. Rồi, ngồi chơi game bài bài thôi. Chờ vậy. Vỗ tay. Mình sẽ tạm dừng clip tại đây, và nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị thì nhớ để lại một like, share, comment và nhớ để lại ý kiến của các bạn về sự việc này như thế nào nha anh em. Ok, bye bye anh em. Anh em hãy ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.